Ừ. Rồi Nghĩa xin chào quý anh chị nhà đầu tư đột quay trở lại với kênh ITP Club Channel Chào mừng mọi người đã đến với video ngắn nhà định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của mình Và hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ tư ngày 2 tháng 10 của thị trường Như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn bổn vẹo với nhau hai phiên giao dịch nữa Chúng ta sẽ khép lại à, tuần đầu tiên của tháng 10 Không biết là cảm xúc của anh chị nhà đầu tư mọi người sẽ như thế nào sau phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị nào đang vui và anh chị nào đang lo. Thị trường đang che làm vẫn là hai thái cực. Một thái cực khi tạm thời yên ổn, một thái cực vẫn đang lo về việc thì chúng ta sẽ tiếp tục giảm. Và cái sự lo lắng đó nó đang xuất phát. Người đánh giá rằng nó đến từ cái mặt thông tin mà mọi người đang thấy ở trên cái thumbnail ngày hôm nay người đang để đó là chiến tranh đang leo thang, đặc biệt là cái xung đột vũ trang đã đang cố gắng phát động thành chiến tranh ở khu vực Trung Đông, Iran, Israel. Thế thì bình yên đấy chúng ta có sập hay không, bình yên đấy chúng ta có giảm hay không, có đi thêm nữa hay không thì mình nghĩ rằng video này sẽ trả lời cái câu hỏi đó dưới góc nhìn của mình Để mọi người có thể cùng tham khảo Hy vọng là anh chị nhau tôi mọi người theo dõi Những cái chia sẻ, những cái nhận định của nghĩa thời gian vừa qua mọi người vẫn bình tĩnh với thị trường cho đến Thấy phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị ha Rồi Chúng ta sẽ đi cùng với nhau cái bao nội dung của video này anh chị ha À, trước tiên thì ngày hôm qua nhà có nói với chị cho tôi chúng ta trong cái video về uh, có nên chốt lời hay không đúng không thời điểm nào thì khi upgrade khi nào thì nên chốt lời thì mình có nói về thị trường của ngày hôm nay và Nghĩa có nói với chị là ngày hôm nay thì mình mong muốn thị trường sẽ đỏ và đỏ khoảng hai cho đến bốn điểm sẽ là đẹp nhất và cái kết quả của phiên giao dịch ngày hôm nay thì đang thấy thì chúng ta đã đỏ là 4.36 điểm Đấy, như vậy là một lần nữa thị đường đang vẫn đi đang rất là sát với lại cái lộ trình mà mình đã chia sẻ với anh chị nhà tôi của mình à, cho nên à, không có chuyện gì lăng tăng về thị trường anh chị cho bây giờ cái góc nhìn mà mình muốn chia sẻ đó là cái chiến tranh này nó ảnh hưởng như thế nào tới vì và cái xung đột của trang này nó có ảnh hưởng gì tới nền kinh tế thì bây giờ mọi người thấy gần nhất đi gần nhất anh chị đó là cái video nghĩ cho rằng cái video này thì đường chứng khoán tháng 10 giờ, thì sẽ mở lại cho anh chị mọi người xem một cái phân khúc ở trong cái video này mà nghĩ chia sẻ đấy anh chị đây đó vậy Đây là cái video người gửi đến anh chị nhờ tôi chúng ta ở tối thứ hai người có đưa ra về việc là thị trường chứng khoán tháng 10 sẽ như thế nào. Ở trong cái video đó nghĩa đã đề cập tới một việc là sao chị? Đó, căng thẳng Trung Đông, tăng nhiệt, Israel tấn công thủ đô Lebanon và hầu thi ở Yemen. Tuy nhiên cái th tối thứ hai có ai nói về chiến tranh không? Không, không ai nói về chiến tranh cả. Mặc dù cái thông tin này anh chị nó đã căng thẳng từ cuối tuần và thật ra là nó đã kéo dài từ năm ngoái đến thời điểm này. Chứ nó không có câu chuyện ngày 1, ngày 2, không phải là bây giờ nó mới phát động, không phải bây giờ nó mới xảy ra mà cái căng thẳng Trung Đông này nó nó leo thang liên tục, liên tục từ năm ngoái cho đến ngày hôm nay. chưa có một cái điểm dừng nào cả. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì nhà đầu tư lại rộn ràng chia sẻ với nhau vì tình hình thế giới rồi mọi người. Rồi à, sáng ngày hôm nay dạ yeah, ngủ dậy cái anh chị mọi người khách hàng nhắn tin cho mình dễ rồi cái thông tin này có làm cho thị trường chứng khoán chúng ta có vấn đề gì không em thị trường chứng khoán có sập hay không thị trường có giảm hay không Israel phóng gần 200 tên lửa đạn đạo à, Israel phóng gần 200 tên lửa đạn đạo rồi căng thẳng leo thang các thứ thế thì mọi người sẽ nhìn cho những cái phản ứng của thị trường chúng ta phiên dịch ngày hôm nay nó có vấn đề gì với cái thông tin này hay không câu trả lời là không một chữ anh chị nhé không để khẳng định nó chẳng có liên quan gì cả. à Mình chẳng có liên quan gì cả tự nhiên thứ hai thị trường uh, vẫn ok đúng không gì uh, tối thứ hai hôm nay quan tâm tới chiến tranh đến uh, thứ ba thì được chúng ta tăng về ngàn ba sau đó buổi chiều ngày hôm qua là thứ ba thì được chúng ta hạ nhiệt vì khi ngàn ba có những cái áp lực bán rung lắc cái tối ngày hôm qua cái bắt đầu là thấy các thông tin về chiến tranh cái sáng ngày mai ai cũng nói về chiến tranh cả mọi người đang bị hay gì thì thao túng về tâm lý quá đó, và rõ ràng trong cái video này người nói khi mà thị trường tăng thì ông mới ngó ngàng về các thông tin cả và mình mới nhớ là hôm đó còn mọi người còn hỏi nghĩa là bây giờ mua cổ phiếu ngân hàng nào thì trường chúng ta khi nào vượt ngàn ba mà thì tối ngày hôm qua thì bắt đầu nhà nhà mọi người nói về, về chiến tranh về iran về israel Đấy, đó là một cái nghịch lý mà anh chị mọi người không theo dõi được anh chị sẽ rất dễ bị dắt mũi bởi thông tin báo chí và truyền thông và đặc biệt cái giai đoạn này mọi người sẽ thấy có một bộ phận có nhiều người họ đang rất là tiêu cực với thị trường thì nói thị trường sẽ sập sẽ điều chỉnh thị trường phân phối đỉnh rồi các thứ à, và đương nhiên người ta sẽ hô hào theo một cái chiều hướng đó à, còn mình thì mình ngược lại đúng không mình không hô hào cho thị trường đi lên nhưng nghĩa chia sẻ một cách khách quan chắc rõ ràng khi thì trường tăng không ai nói về chiến tranh tự nhiên khi thị trường tấn cái ngưỡng ngàn ba tâm lý lo lắng giảm cái ai cũng nói về chiến tranh đó khá là buồn cười ha thế mà người cần phải bình tĩnh lại để đánh giá cái thông tin này nó có tác động như thế nào thì bản thân câu chuyện căng thẳng trung đông thì nếu có thì nó sẽ ảnh hưởng tới giá dầu của thế giới nếu có thì nó ảnh hưởng tới giá dầu của thế giới, chứ không phải ảnh hưởng tới uh, cái biến động của chúng ta vậy. Chúng ta là thấy giá dầu thế giới tạo đáy và đi lên, đúng không? À, giá dầu thế giới tạo đáy và đi lên. Thì cái việc mà mọi người hình dung Trung Đông là cái khu vực, vùng lãnh thổ được xem là có cái trữ lượng dầu mỏ và cung cấp trữ lượng dầu mỏ ra thế giới nhiều nhất. Thế thì khi chiến tranh leo thang thì cái sự lo lắng của các giới chức kinh tế người ta sẽ lo về việc đó là cái sản lượng cung cấp ra bên ngoài nó bị bốp trở lại và giá dầu nó sẽ trở nên khan hiếm hơn. Khi đó giá dầu nó sẽ tăng. Đó là vấn đề nghĩa đánh giá nó trực diện nhất. Còn không có chuyện mà nó liên quan tới thị trường chứng khoán của chúng ta ông Trung Đông còn ông ở khái mà chúng ta hay nhìn á thì may ra nó còn liên quan tới Mỹ nhìn đông zone gái hay nhìn fake gái như vậy còn ở Trung Đông thì nó chẳng liên quan gì cả ha bây giờ hai ông này có ban nhau đánh nhau thì nghĩa khẳng định với anh chị cái chuyện gì nó sẽ ra ông Mỹ ông đứng ra, ông điều phối ông Mỹ ông sẽ nhảy cuộc và ông Mỹ là hậu thuẫn cho Israel còn em ông, ông Iran này ông cầm tác với lại ông Nga đương nhiên mình sẽ không bàn quá nhiều về cái chuyện chính trị ở đây nhưng chắc chắn cái chuyện đó để người khác người ta lo thế giới người ta lo gì còn chúng ta đi lo về danh mục của mình chúng ta đi lo về cổ phiếu của mình chứ mọi người hơi đâu mà người đi lo về à, hôm nay iran nã và ra đạn vào israel thế thì israel có đáp trả iran lại rồi buông các thứ ở trên đầu rồi thị trường chúng ta sập mọi người đang lo lắng quá anh chị ha mọi người, mọi người hay nghĩ mọi thứ này quá cả mọi thứ đều trong tầng kiểm soát của mình đó. Và cái cách mà thị trường chúng ta phản ứng ở phiên giao dịch ngày hôm nay là thể hiện cho điều đó nó không có ảnh hưởng gì anh chị nhé. Một lần nữa nghĩa khẳng định lại là kinh tế của Việt Nam chúng ta nó là một kinh tế độc lập. Chúng ta đã theo đuổi một chính sách độc lập từ tháng 3 của năm 2023 đến nay. Chúng ta đi theo chính sách nới lỏng trong khi thế giới vẫn đi theo chính sách là thắt chặt. Đến tháng 9 cuộc họp vừa rồi, ngày 18 tháng 9 phép và thế giới mới nói chung mới ở trong cái bối cảnh chung giống như việt nam của chúng ta đó là chính sách nới lỏng à, châu âu thì đi trước phép à, hai cuộc hộp thì rõ ràng bây giờ bối cảnh xung quanh nó đang đồng thuận với nhau chứ nó không có liên quan tự với anh trung đông ông trung đông có ông làm cho phép tăng lãi suất à không ông trung đông làm cho việt nam ngân hàng nhà nước việt nam tăng lãi suất đảo chiều chính sách tiền tệ à không không ảnh hưởng gì hết à, nếu có thì ở chị sản lượng dầu giá dầu nó là những cái sự biến thiên cho à, nên mọi người đừng để cái thông tin nó dắt mũi anh chị nhé à, Nếu như ai mà có hô hào thì trường phân phối đỉnh rồi Chiến tranh leo thang rồi thì trường sẽ sập các thứ thì Mọi người cần phải xem xét lại và đặc biệt nếu đó là một Người tư vấn danh mục đầu tư như vậy thì mọi người cần phải đánh giá lại cái cách người ta tư vấn như thế nào Ừ Ok rồi nha Rồi rõ ràng quá chị ha Cho nên Đừng quan tâm về thông tin này nha ngày mai mà thị trường nó quay trở lại tăng cái ngày mốt thị trường mà tăng cái nữa là anh chị chẳng có quan tâm chiến tranh đâu nghĩa khẳng định với chị là như vậy ngày mai mà thị trường nó tăng năm sáu điểm khái là anh chị lại quay lại hỏi nghĩa nghĩa ơi bây giờ mua cổ phiếu nào chứ không có hỏi nghĩa hơn chiến tranh làm có làm cho thị trường giảm không em nghĩa khẳng định với chị luôn đó, tâm lý mọi người hơi nhạy cảm thôi mọi người hãy nhìn một cái cách rộng uh, ra cuộc chuyện như thế nào lý do gì đâu không có ảnh hưởng gì cả nha rồi giờ đi vào thị trường chúng ta ở phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái điều mà mình mong muốn đó là thị trường chúng ta ngày hôm nay đỏ để nó đi đúng với là cái kế hoạch mà nghĩa đã chia sẻ cho hệ thống khách hàng của nghĩa và nghĩa cũng đã nói lại với anh chị trên các video trên các live stream của nghĩa nghĩa nói về gì đầu tuần thứ hai thị trường giảm thứ ba thị trường chúng ta tăng nhẹ thứ tư thị trường chúng ta đỏ một cái hai ngày cuối tuần chúng ta quay trở lại tăng và vượt ngàn ba break out một nghìn ba trăm bước vào uptrend trung và dài hạn luôn. Nó những gì nghĩa là view. Thì phiên dịch ngày hôm nay thì nó vẫn đang đúng với lại cái cách mà nghĩa view. Nên khi nó đang đúng với kế hoạch nghĩa đầu view thì không có thay đổi quan điểm. Mình vẫn đang chờ đợi thì chúng ta vượt ngàn 3 breakout. out Rồi. Phiên dịch ngày hôm nay thì diễn biến và thị trường chúng ta cái khuyên là index chúng ta đỏ 4 điểm. Hà Nội đỏ 1 điểm 0.42%. Upcom thì đang xanh nhẹ. Uh, VM30 chúng ta thì đang đỏ 4,37 điểm, à, 0.32%. Rồi, nếu như mọi người nhìn á, thì phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta đang có khá là nhiều nhóm ngành mang một khuynh hướng bị bán. Nhưng uh, ngược lại, chị thấy chúng ta có hai cái nhóm ngành thu hút được, ba nhóm ngành thu hút dòng tiền mua. Một là dầu khí, hóa chất thì đương nhiên hai nhóm ngành này nó cộng hưởng từ cái thông tin chiến tranh leo thang và nó phản ứng và nó đã tích cực từ buổi đầu buổi sáng rồi cho nên không bàn đấy nhưng mà việc sẽ thấy á là cái nhóm ngành ngân hàng vậy nó bằng chiếm được một cái tỷ trọng mua cần thiết nó không bị bán áp đảo nó không bị bán áp đảo như các nhóm ngành khác à, rồi đầu tư chứng khoán về thấy cũng cân bằng hàng hóa gia dụng cũng cân bằng thì việc này những cái nhóm ngành cơ bản vậy những nhóm ngành cơ bản của chúng ta vẫn đứng ở vai trò À, lực mua cân bằng không để áp lực bán áp đảo có nghĩa là dòng tiền nó vẫn ở trong cổ phiếu vẫn ở trong nhóm ngành à, khi dòng tiền vẫn ở trong cổ phiếu vẫn ở trong nhóm ngành thì không có câu chuyện thị trường chúng ta điều chỉnh đỉnh các thứ bản chất của một cái giai đoạn phân phối á, thì mọi người sẽ thấy dòng tiền nó có khuynh hướng rút ra còn trong cái diễn biến này thì không có cái xu hướng rút ra của dòng tiền lớn chủ yếu phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường giảm nó nằm ở các cổ phiếu Micap, Penny make up là chính mà make up là đa số nhà từ cá nhân giao dịch chiếm thị phần lớn nhất còn ngược lại các cổ phiếu trụ là giữ giá à. cho nên à, tâm lý giảm là giảm của cá nhân chứ không phải giảm của tạo lập à, chúng ta đọc vị để chúng ta ra được cái phương án anh chị cái góc nhìn ha ok rồi thì à, chúng ta sẽ nhìn qua mặt kết quả thì phiên giao dịch ngày hôm nay 299 mã giảm 96 mã tăng xanh số phiếu giảm áp đảo ở thanh khoản thị trường thì đương nhiên nó phải hạ nhiệt hơn so với phiên dịch ngày hôm qua rồi à, mọi người thì thường nói thị thị trường giảm và thanh khoản thấp là ok <laughs> thì nó không sẽ là ok nhưng mà nghĩa thì nghĩa không đánh giá ở phiên diện đó mà nghĩa là chia sẻ với anh chị khách đây tuần hai tuần thì nói về việc thị trường phiên nào tăng thanh khoản sẽ to và khi nào giảm thanh khoản nó sẽ nhỏ đó là dấu hiệu của uptrend và phiên dịch ngày hôm nay ngày hôm qua thị trường tăng thanh khoản to hôm nay thì thị trường giảm thanh khoản nhỏ hơn hợp lý cho uptrend ok cả nhà rồi nhưng vì sự vận động của thị trường thì chúng ta thấy là buổi sáng thị trường chúng ta có uh, những cái điểm giảm điểm thấp nhất đó là 1287 ha. 1287. Sau đó thì chúng ta lại cao trào kéo lên 1293. Chạm về 1293 và con số này mọi người nghe quen không? Nếu chị mọi người xem được cái video vào chiều ngày hôm qua nghĩa có chia sẻ thì nghĩa nói thứ năm mà chúng ta thấy thị trường vượt trở lại 1293 thì chúng ta sẽ chắc chắn một việc và nếu đấy chúng ta vượt ba và break out 1306 bước vào uptrend trung và dài hạn. Đó, thì sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã làm sao chị? Vừa rung lắc, mở cửa rất nhẹ nhàng thôi, không có phản ứng gì với thông tin chiến tranh cả. Sau đó mở cửa giảm nhẹ quanh tham chiếu. À, ngày qua 1292 mở cửa 1289 như vậy là có giảm khoảng cửa gần 3 điểm À, sau đó thì sao vậy sau đó thì trường chúng ta nhanh chóng lấy lại cái điểm số đó bằng việc thị trường Tết lên 1293 thì có nghĩa là ngày hôm nay kiểm tra thử cái ngưỡng cản 1293 cho buổi sáng như thế nào đến phiên chiều thì trường chúng ta hạ nhiệt và thì trường chúng ta Tết trở về cái vùng 1285 hai lần à, hai lần và sau đó thì đường chúng ta quay trở lại đi lên và trong buổi chiều ngày hôm nay anh chị nào mọi người theo dõi nghĩa livestream thì nghĩa có chia sẻ Nghe thấy hôm nay thì trường không thể lũng được 1285. thì đã nhắc cái cửa thị trường 1285 quay trở lại cao. Đó, đó là những gì nghĩa chia sẻ với chị và kết quả nó đang đúng. Ha. Thì ở đây mọi người sẽ nhìn nhận à, còn với mình à, về những cái cách mà mình tư vấn cho hệ thống khách hàng của nghĩa giống y như Đó, trước tiên là nghĩa sẽ đánh giá chị thì trường chúng ta khép lại phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 bằng viên tăng điểm nhẹ và lần thứ hai trong vỏn vẹn 3 phiên test vùng 300 thì đánh giá cái việc mà ba phiên à, mà có hai phiên về ngàn ba nó là kiểm tra cái lượng công hàng chứ không phải là vấn đề gì cả với động thái tiếp tục công cản bằng hai phiên trong ba phiên đấu nhau chứng tỏ thị trường đang cố gắng là sẽ hấp thụ cung hàng vùng này và đợi thời điểm vàng để chính thức vượt ngàn 3 bước vào uptrend cuối năm 2024-2025 dự theo kế hoạch đầu tuần nghĩa chia sẻ sẽ, sẽ rơi vào hai ngày cuối tuần có một diễn biến thì trường đang đi đúng cái sự mong đợi của mình đó là trạng thái tái tích lũy đang diễn ra cái điều mà nghĩa đã đánh giá có thể nó xảy ra sớm ở tuần trước và tính tới phiên hết phiên giao dịch hôm qua chúng ta có bốn phiên trong nhịp tái tích lũy ngắn về điểm số với biên dưới 1283 đó, đó là cái đánh giá của mình tái tích lũy biên dưới 1283 cái thì mọi người nhìn á mọi người nhìn mọi người cho rằng là sẽ có một số góc nhìn đánh giá rằng thị trường chúng ta đang phân phối à, thị trường đang phân phối thế thì nếu như thị trường chúng ta đang phân phối thì ở đây phân phối cho ai và phân phối được bao nhiêu hàng trong khi từ 1.200 à, 1.184 đi lên ở đoạn này đã phân phối một lần điều dẫn vì 1.238 không ai khai thác được quá nhiều hàng thế ở đây phân phối cho ai tạo lập người ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đi phân phối nhưng mà cái góc nhìn của mình mình sẽ nhìn khác đây là trạng thái tái tích lũy trở lại Để thị trường chúng ta vượt 1.003 à, vậy với biên dưới 1.283 ngày hôm thứ hai chị theo dõi trên live stream buổi chiều Nghĩa nói thì đường về 1.283 nó quay quay đầu nó hồi thị trường về 1.283 thị trường hồi à, mình đưa ra ra minh thị trường sẽ vượt vào cuối tuần chứ không vượt ở đầu tuần Ngày hôm qua thị trường chúng ta lên tới 1.300 nhưng mà thị trường chúng ta không vượt hẳn hoi. Sau đó thị trường chúng ta hạ nhiệt. Bây giờ ngày mai thị trường về cái thấp nhất là 1.285.14 chứ không có chuyện về tới 1.283. Đó vậy thấy. Rồi. Đoạn này Thị trường anh chị đừng nghe điều chỉnh hay thị trường phân phối vùng ngàn ba. Chỉ đơn giản nhìn vào khối lượng tăng trong 4 phiên vừa qua gọi là phân phối để điều chỉnh thì thị trường không thể uptrend được nếu như mà muốn nhìn cho thị trường uptrend cho trung dài hạn thì ở đây không có chuyện phân phối anh chị những người mà nhìn ra góc nhìn đây là phân phối để thị trường chúng ta giảm điều chỉnh các thứ thì khẳng định với chị góc nhìn đó sẽ mâu thuẫn với câu chuyện uptrend khi mà tạo lập người ta muốn đánh một cái uptrend lớn người ta phải cố gắng tận dụng các nguồn tiền có thể chứ không phải câu chuyện giết chóc nữa khi thị trường downtrend hay thị trường sideways thì người ta sẽ cố gắng kiếm lợi nhuận ngắn thì cái đó người ta mới giết chóc anh chị một cách triệt để còn khi thì trường muốn đánh một con sóng lớn thì người ta phải mượn được cái lực mua ở mọi phương diện dòng tiền của tổ chức dòng tiền ngoài dòng tiền cá nhân cho nên không có câu chuyện uh, phân phối giết chóc ở đây đâu anh chị yên tâm mà cái này mọi người đừng nghe điều chỉnh hay phân phối gì cả mà cái thanh khoản này bắt đầu tăng á, nó đánh dấu gì anh chị cho giai đoạn tiền vào thị trường bắt đầu cho một chân sóng lớn giống cái cách thị trường chúng ta phát triển là năm 2020 2021 đó, đó, là cách mà nghĩa đã phân tích cho hệ thống khách hàng của nghĩa người thấy đó khi bắt đầu thị trường chúng ta đau ở năm 2020 covid sau đó thị trường chúng ta hồi thị trường chúng ta điều chỉnh giống y cái cách thị trường chúng ta vừa đau trend ở tháng 8 đúng không chị lên tới đỉnh 1290 điều chỉnh về 1238 và bây giờ thị trường tái tích lũy trở lại thì thanh khoản nó phải tăng lên chắc chắn phải tăng lên tăng lên tiền vào để nó phát triển nó sống anh chị đó đó là cái cách mà thị trường chúng ta nó đang vận hành ha cái này mọi người yên tâm nhé không có chuyện mà phân phối gì ở đây đâu rồi bằng ngày hôm nay nghe nói với vậy nè phiên giao dịch hôm nay thị trường sẽ là một phiên giảm điểm như đầu tuần đánh giá nếu như thị trường chúng ta đánh khỏe sẽ chỉ nhúng xuống nhà 1288 lấp cái gáp ngày hôm qua ổn định quay trở lại nếu thị trường chúng ta có rung lắc điểm số nhiều hơn sẽ test sẽ lại vào 1285 mới trở lại và anh chị thấy thì chọn chọn đúng con số 1285 ngày hôm nay để thị trường đi về test cả hai phiên hai lần ok xong xuôi không bán đi gì hết quay trở lại Đó à, ok cả nha hợp lý mà đúng không có gì để lăn tăng không không đó cho nên anh chị nhà tư mà mọi người chưa có cái sự sắc sao về trong cái nhận định thị trường chứng khoán. Thì anh chị mọi người có thể về đồng hành cùng với hệ thống khách hàng của nghĩa. Hoặc anh chị nếu như có một người tư vấn nhưng mà không thấy hiệu quả hoặc là tư vấn không sát được thì có thể về đồng hành cùng với nghĩa ha, tham gia hệ thống khách hàng của mình bằng việc mở cái tài khoản tại XXI với ID là 2760, rất đơn giản đúng không chị? Qua thăm tất cả mọi người nhé. Đó. Rồi, thì mọi người thấy diễn biến buổi sáng thì chúng ta về thấp nhất là 1288. 1287.48 nó cặn với 1288 mình đưa ra sau đó thì điểm chúng ta kéo thì anh chị nhìn cái cách mà người đưa ra khi mà thị trường về anh chị anh chị mua ngay cổ phiếu nhé cổ đang đỏ nhà phải xin đi trước nhưng sáng nay nhìn động phái phải xin dự điểm rồi chỉ số cơ sở không thể đỏ được nhiều đâu 9 giờ 36 ngày phát động và sau khi ngày phát động cái gì 9 giờ 34 này là chín giờ ba sáu bắt đầu mình đánh mình ra mua hàng khải là bắt đầu xoá thị trường đánh lên là buổi sáng cái nhịp đầu tiên ha rồi à, quay trở lại cái góc nhìn chung cái gì đó là có một điều chắc chắn cái đó là chỉ số có thể giảm nhưng cổ phiếu chưa chắc đã giảm theo và không có chuyện giảm nhiều Thì thị trường chúng ta uptrend cái cấu trúc của thị trường uptrend bao giờ là việc giảm Vẫn tạo ra cái điểm dừng nó phải cao hơn cái điểm bắt đầu có nghĩa là như thế này Chị không bao giờ có chuyện giảm mà nó bằng hoặc nó thấp hơn cái điểm bắt đầu của uptrend cả uptrend khi nào cũng phải là đáy sâu cao hơn nữa trước đó và tàu lập khi người ta không thể khai thác được quá nhiều hàng ở 1238 thì không có chuyện họ đánh cổ phiếu giảm nhiều hơn 1238 hôm nay nghĩa đánh giá sẽ là cơ hội cuối cùng để anh chị nào còn tiền mặt anh chị vào sau nhóm khách hàng tận dụng triệt để cơ hội để mua gom hàng cho danh một đấu sáu uptrend sắp tới từng tin mua cổ phiếu và chỉ cổ giảm quanh 1 đến 2 phần trăm là nhặt thoải mái đó có đời giảm nhiều sau phiên dịch ngày hôm nay chắc chắn điểm mua và sau sẽ cao hơn điểm mua ngày hôm nay và không còn điểm mua đẹp nữa đây là điều này khẳng định vẫn ưu tiên nhóm cổ phiếu đã phát triển sóng ngành như banh chứng nhưng banh chắc chắn không thể có điểm mua nữa chỉ có chứng rồng gỡ gia tăng nhặt nốt bởi mọi người thấy đúng không ngày hôm nay có anh chị nào chờ các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng giảm để mua mà có đi mua anh chị chờ không không có có anh chị nào đang chờ tfb giảm để mua không Nó bạn đánh lên có chị nào chờ eib giảm để mua không 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 giảm nó bạn đánh lên có chị nào chờ gì msb giảm để mua không không nó bạn đánh lên giữ điểm hay là gì? stb các bạn giữ điểm hay là gì mbb vẫn dự điểm, có câu chuyện nào đi phân phối ở đây anh chị mbb phân phối à, mọi người nhìn tái tích lũy và khối lượng càng dần như thế này à? phân phối gì vậy phân phối là cái thanh khoản nó phải to 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 cái gì, mọi người nhìn atb này tích lũy và và sao anh chị và thanh khoản càng dần phân phối gì ở đây không thấy phân phối gì ở đây cả và rõ ràng mình đã nói nhóm ngành ngân hàng nó không thể cho anh chị đi mua đẹp được nhưng cái nhóm ngành chứng khoán anh chị thì nó cho mua rất là nhiều vì giờ sáng ngày hôm nay cho mua trứng rất là nhiều. Và sáng ngày hôm nay thì nghĩ chia sẻ cho hệ thống khách hàng cái thời điểm chiến giờ 36 và khanh một phát là mua trứng. Thời điểm đó là mua trứng. Đó. Mua xong là thì đưa chúng ta đi lên. Hôm nay hợp lý cái phiên đỏ nhẹ là đẹp. Điểm mai và mốt tăng vượt ngàn ba theo đúng kế hoạch tuần này. Nếu như nay thì để chúng ta đánh sớm cái phiên này trên nay trên ba thì bên em đấy chính thức sẽ vượt 1.300 vào ngày mai thay vì thứ sáu Ờ, nhưng rất may là hôm nay thì đường không vượt 1293 thì nó để lại đúng hai phiên cuối tuần đấy à, được chưa anh chị như vậy là thị trường bắt bắt một cố buổi sáng này đến buổi chiều á thì trường chúng ta hạ nhiệt về 1285 thì mọi người nhìn cái cách nghĩa cập nhật cho không khách hàng có nghĩa 1 giờ 3 1 giờ 08 thị trường sáng ngày hôm nay vận động ổn trong kế hoạch đánh giá vẫn một phiên giảm nhẹ rung lắc điểm số là chính cổ phiếu hạ nhiệt một phần trăm đổ lại chủ yếu cái sự hạ nhiệt rung lắc tập trung chính ở cổ phiếu midcap Những cổ phiếu mà nhà đầu tư cá nhân tập trung giao dịch và ngược lại trụ thì không tức dòng tiền bán được của cá nhân chạy đi vì yếu tâm lý dòng tiền lớn vẫn âm thầm ở thị trường điển hình ngân hàng vẫn dự điểm cập nhật rất là sát cái gì ha phiên chiều ngày hôm nay có khả năng đầu phiên chiều sẽ rung lắc nhẹ một tí đến sau một thị trường trở lại ổn định kỳ vọng cái phiên đổi nhẹ như buổi sáng là đẹp. Cơ, bản, cơ bản chị nhớ mình tập trung gom, phun và ôm chặt cổ vậy nhé. Mọi người thấy. À, 1 giờ 08 mình nhận định thị trường. Tiếp tục rung. Và giờ thế đến 1 giờ 20 thì chúng ta bắt đầu rung về 1.285 con số mình đã đưa ra ở góc nhìn buổi sáng. Sau đó hai lần thì đưa không về. Thế là thị trường chúng ta kéo lên. Và kéo thì anh chị kéo gì? Kéo các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng đi lên. À, ngân hàng kéo lại ngân hàng đẩy trở lại trong cái thời điểm này là ngân hàng đẩy trở lại mọi người nhìn á, cứ khi mà thị trường chúng ta giảm anh chị thì anh chụp cái màn hình xét nghiệm mà đẩy rộng ra nó ở đây nó hơi nhỏ cho anh chị ok mọi người nhìn kỹ ha mọi người nhìn kỹ mọi người nhìn nghĩa hai cái khoản khắc nha cái khoảnh khắc thị trường chúng ta nhúng về một nghìn đầu tiên nè anh chị mọi người thấy thì trường nhúng về một hai đầu tiên thì cái thanh khoản bên VN Index nó vẫn bình thường nhưng mà thị trường nhúng về ngày 285 thì thanh khoản bvm 30 nó cao anh chị thấy không? Mọi người nhìn cái vol này, Cái vol màu xanh xanh đoạn này nó chỉ lên cao lên tới đây nè. Chứ nó không có đi ngang như nó đoạn này. Thì ở đây có nghĩa là gì? Tiền lớn người ta đỡ trụ cái để không cho giảm. Có đến gì anh chị? Đến thị trường một lần nữa test về 1285 mọi người thấy cái đoạn này có thanh khoản nó to không? Không. Nhưng anh chị thấy là gì? VM30 vẫn giữ điểm giao dịch vẫn ổn định và sau đó chị thấy là bắt đầu thị trường chúng ta kéo lên thì thanh khoản của nào phát triển trước vn 30 phát triển trước và nó kéo chính là kéo trụ kéo ngân hàng có nghĩa là đoạn này anh chị thấy là thị trường chúng ta vẫn đang có tiền lớn người ta giữ điểm người ta không nhả điểm ra đâu người ta không nhả ra ngay và có những mảnh chứng khoán hồi khá là tốt ví dụ mọi người thấy bvs uh, tăng ba phần trăm cái phiên tăng 2,5%. MBX nó có giảm cho anh chị không? Không. Vậy giờ gì? Ví dụ như là CTX, vậy chợ giảm nhiều nó có giảm nhiều không? Không. Sáng ngày hôm nay giảm nhiều nhất chắc được là 0,5%. Vậy giờ VCI có giảm nhiều không? Không. Bây giờ cái đợt giảm hoài nó đâu có giảm đâu. Cái gì? Đợt BXI có giảm nhiều không? Không. Nó chỉ nó có giảm không chấm mấy, không chấm mấy phần trăm. Hay là FTX. FTX có giảm nhiều không? giảm không được 1,6% đúng không chị phạm vi mà nói là một cái đến 2% phần trăm hiếm cổ phiếu mới giảm cho anh chị ở quanh một phần trăm hai phần trăm cầu hầu như là bình thường Đó, và một lần nữa nghĩa vẫn tự tin đưa kế hoạch mua vào buổi chiều một giờ hai thì trường đang rung như đánh giá này anh chị chưa mua tranh thủ mua cả nhé gia tăng cổ phiếu đủ hàng trong danh mục theo kế hoạch mình vẫn nhất quá ngắn với là cái quan điểm đó là giảm điểm mua à, và nghe khẳng định là thị trường nó sẽ uptrend cuối năm 2024 cái thì đoạn này chúng ta sẽ đi căng cái 2 3 lỗ hoặc là lợi nhuận ngắn hạn để chúng ta bỏ cái cơ hội có thể kiếm được lợi nhuận 20 ba dòng hợp trời sắp tới à thì chúng ta sẽ chấp nhận rung lắc cái điều đó để chúng ta sẽ mua một cổ phiếu và cái dư địa cổ phiếu đó còn tăng trưởng 20 30 phần trăm mọi người sẽ chọn phương án nào nghĩa nghĩ anh chị mọi người đã là đầu tư thì mọi người sẽ chắc chắn chọn cái phương án là kiếm cái lợi nhuận lớn và thời điểm này thị trường chúng ta rộng cửa để mọi người có thể nghĩ về cơ hội đó nó không phải là thị trường sale quay không phải là thị trường đánh ngắn mà thị trường này là đánh theo sóng khi chúng ta có dòng dẫn là dòng ngân hàng và chúng ta có sóng ngành đã hình thành ở ba nhóm là ngân hàng chứng khoán và khu công nghiệp cao su đó là những gì mà mình chia sẻ à, cho nên anh chị mọi người cố gắng bình tĩnh ha ok đó, đó là toàn bộ những gì mà nghĩa cập nhật cho hệ thống khách hàng một cách real time trong phiên giao dịch cho nên anh chị nhà đầu tư mà một người chưa có kế hoạch mua bán cụ thể à, hoặc là anh chị một người nghe ai đó nói về vụ diện là thị trường chúng ta đi phân phối rồi thị trường điều chỉnh các thứ mạnh các thứ mới bán hàng ra thì cẩn thận mất hàng như chơi mà nếu anh chị mọi người chưa giao dịch đúng mà thì anh chị có thể về đồng hành cùng với hệ thống khách hàng của một nghĩa À, mở tài khoản tại SSI với ID là 2760 có tài khoản SSI rồi mọi người chuyển ID về chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau anh chị nhé quay không tất cả mọi người ha. rất là đơn giản luôn so easy luôn easy on me ok cả nhà nhé rồi đó là những cái sự vận động của thị trường như vậy nhưng viên viên giao dịch ngày hôm nay á, rõ ràng điểm số thị trường có thể đỏ nhưng mà cổ phiếu thì nó không có đỏ bao nhiêu anh chị từ một phần trăm đổ về khá là nhiều ngoài trừ một nhóm ngành duy nhất đó là những mặt bất động sản đang bị bán ở cuối phiên. Và nếu anh chị nhìn bán thì nó bán ở những cổ phiếu mang khuynh hướng đầu cơ như là phát đạt đất xanh. Phát đạt giảm 5,6% và đất xanh giảm 4,8%. Và anh chị mọi người có nghe cái video nghĩa là chia sẻ về nhóm bất động sản ở trong tháng 8. Cổ phiếu bất động sản cuối năm 2024 thế nào sau khi có ba bộ luật mới thì nghĩa đã phân tích rất rõ nghĩa không đánh giá cao của nhóm ngành bất động sản cho giai đoạn cuối năm 2024 nhóm ngành bất bạc bất động sản sẽ có một cái sự phân hóa khá là lớn vậy những doanh nghiệp làm thật ăn thật dự án thật thì mới có khả năng bùng nổ và cuối năm 2024 mọi người sẽ thấy có những doanh nghiệp người ta chết và có những doanh nghiệp người ta phát lên như diều gặp gió ở cuối năm 2024 này ở bất động sản luôn và khi có sự phân hóa thì ở trong tháng 8, nghĩa nhớ là nghĩa có một anh cũng thường xuyên theo dõi video anh nói là anh khi khẳng định anh nói là bất động sản sẽ là leader của thị trường mình nói không cái giai đoạn mà bất động sản nó có được một cái nhịp hồi này à, cái giai đoạn mà bất động sản nó có được một cái nhịp hồi này à, từ tháng 8 đi lên à, nghe nói bất động sản không có chuyện leader ở đây nhưng mà anh cứ bất động sản select và đến nay anh mới không nói về điều đó nữa tại vì nhóm bất động sản nó có sự phân hóa mà khi có sự phân hóa thì không thể có đứng vai trò dòng dẫn được anh chị đó. thì uh, có một câu chuyện đó là nếu như chúng ta nhìn đó, thì bất động sản nó có xấu hay không nghĩ cho rằng nó sẽ không xấu nếu như thị trường chúng ta bước vào uptrend tại vì thị trường upgrade thì không có chuyện nhóm ngành nó bị bỏ rơi anh chị nhóm ngành nào nó cũng sẽ ở một cái sự ổn định không tăng thì cũng sẽ không thể giảm ngược quá nhiều cho nên nếu như mọi người mua hay đầu tư các cổ phiếu bất động sản thì cũng yên tâm một phần nào đó trong thị trường này nó không có rủi ro quá lớn ha? À, thành ra anh chị nào mà có ôm các cổ phiếu bất động sản nhiều thì cần phải cơ cấu danh mục lại à. cổ phiếu cơ bản thì chỉ có Vinh Hôn, Thăng Điền, Nam Long à. À, như vậy thôi à, thì cái nhóm bất động sản này nó có sự tác động làm cho thị trường rơi hay không nghĩa đánh giá là không nghĩa đánh giá là không à. nhưng cái cách vận động của ngày hôm nay thì chẳng có cái tác động gì làm cho thị trường rơi cả à. không đứng ở vai trò là dòng dẫn thì không có câu chuyện kéo thị trường đi xuống được vì cái tác động vì thế của nó không phải là quá lớn Ngày hôm nay mọi người bạn thấy những cổ phiếu giữ giá ổn, ví dụ như nhóm ngành thép, anh chị thấy hoa sen bằng giữ giá. Năm Kim dự giá, VGX dự giá. Ổn áp không anh chị? Rất ổn áp. cái đêm, đâu có vấn đề gì đâu. Đó cho nên mọi người yên tâm về thị trường ha. Kết quả nó thiền cho điều đó rồi. Rồi, thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ còn với nhau hai phiên giao dịch nữa. Đó phiên dịch ngày mai, giờ, phiên dịch ngày mốt thì khả năng như thế nào? Thì một lần nữa nghĩa trước khi nói về phiên dịch ngày mai thì nghĩa sẽ chia sẻ với anh chị là kế hoạch tuần này mình đã đưa ra. Đó vừa vừa nếu chúng ta ba phiên đầu tuần mang khuynh hướng đi ngang và nhảm nhẹ dân vi vùng 1280-1283. Hai phiên cuối tuần sử dụng bật tăng mạnh vượt miền 3 và break out 1306. Đây là kịch bản thì đã đưa ra. ha à, đó. Cho nên hai phiên dịch cuối tuần mình đang đánh giá kịch bản này. Ok vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn về thị trường chúng ta ở trên góc nhìn kỹ thuật. Thì nếu mà nhìn trên góc nhìn kỹ thuật á. Thì đoạn này mà sẽ đánh giá là thị trường đang tái tích lũy. Chứ không có điều chỉnh gì cả có khách sạn ở 1270 nhưng mà khách sạn này nó là mở ra phải là bốn phiên rồi và bốn phiên rồi thì đường chúng ta không về đây thì gần như thị trường chúng ta đang cố gắng giữ giá và cụ thể như mình ngân hàng đang giữ giá à, tự nhiên gì chúng mình đang giữ giá à, ngân hàng ổn thỏa không vấn đề gì hết ha? đang tái tích lũy và cái việc thì đường chúng ta tái tích lũy được anh chị nó sẽ là gì nếu thị chúng ta vượt ngang ba nó sẽ càng bằng. Vì sao ở tuần trước mình đánh giá thị trường không nên vượt ngang ba? Tại vì tuần trước thị trường chúng ta không có trạng thái tái tích lũy. Nếu như tuần trước mà thị trường chúng ta làm được cái hành động tái tích lũy thì tuần này thị trường sẽ vượt luôn ngang ba ở đầu tuần. Nhưng mà tuần trước mọi người nhớ thị trường chúng ta đánh lên ở cái ngày 25 tháng 9. Thì chúng ta đánh lên, mở gáp luôn. Thì thứ sáu người nói thị trường chúng ta không nên vượt ngang 3 À, và phiên giao dịch ngày hôm nay đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì trạng thái này là trạng thái tái tích lũy. Khi trạng thái tái tích lũy xảy ra thì như thế gì? Chỉ số thị trường nó sẽ cân bằng. Những nhóm ngành đứng ở vai trò dẫn dắt sẽ có cơ hội tái tích lũy lại và mọi người thấy các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng đang tái tích lũy. Theo chị là nhóm ngành ngân hàng đang phân phối à? Không, nghĩa là chỉ ra rồi các cổ phiếu thanh khoản đang giảm dần qua từng phiên giao dịch khi thị trường chỉ số đi ngang, cổ phiếu đi ngang thì không có chuyện phân phối phân phối thứ phải nó tạo ra các cao trào kéo rồi đạp kéo rồi đạp mới là câu chuyện phân phối thấy rõ Cái này đâu có cái vụ anh chị như tôi kéo rồi đạp đó Này hẳn chẳng có phân phối gì ở đây ha nhưng anh chị cứ nhìn vào cái hình ảnh của dòng dẫn đang như thế nào thì trường nó sẽ như vậy đấy rồi à, bước qua các khung đô thị nhỏ một tí anh chị thì chúng ta đang thấy về index của chúng ta mọi người nhìn những cái chỉ báo công bốt của mình đang thể hiện nó đã bắt đầu xuất hiện những cái chỉ báo tiền bắt đáy rồi anh chị đáy rồi anh chị mọi người thấy không? yên tâm nha thì phiên giao dịch của chúng ta mọi người nhìn cái nến màu xanh nó đang thể hiện là cầu bắt vào thị trường à, đến như diễn biến này á, thì chúng ta sẽ vẫn có một cái mây, mỏng ở đây thì nó vẫn có khuynh hướng sẽ hút và làm cho thị trường chúng ta rung lắc cho phiên giao dịch ngày mai là vẫn làm cho thị trường rung lắc cho phiên giao dịch ngày mai À, cho nên nếu như nhìn ấy, thì buổi sáng ngày mai đến đâu đó khoảng cỡ 11 giờ. Từ 9 đến 11 giờ thị trường vẫn có thể có khả năng một lần nữa sẽ giảm trở lại vùng 1 1283. Một lần nữa có thể giảm về 1.283 vậy nha. 1284, 1287 về 1283 là dọc khoảng cỡ 4 điểm nữa. À, vẫn có khả năng nhưng cái xác suất khả năng đó nó sẽ thấp nếu như thị trường giảm điều đó thì cũng không có vấn đề gì tại vì từ chiều ngày mai sau 11 giờ chúng ta sẽ bắt đầu có khách sạn hút giá lên và cái khả năng thị trường chúng ta quay trở lại đi lên là có. Nếu sớm thì thị trường chúng ta sẽ bắt đầu đánh luôn luôn vào sáng ngày mai. Và ngày mai mình nói với chị rồi chỉ cần chúng ta thấy con số 1293 đóng cửa nằm trên thì chắc chắn một việc thì đường chúng ta sẽ vượt 1.300 và break out 1 sáu để thì đường chúng ta bước vào uptrend trung và dài hạn đó những gì chúng ta đang chờ đợi à, vì sao mình đánh giá cái khả năng nó không diễn ra tại vì à, vì sao người đánh giá khả, năng mà sáng ngày mai thì đường giảm tiếp nó không xảy ra tại vì phái sinh nó đang đi trước và phái sinh nghĩ nhìn cái khả năng bắt đầu cho sáng ngày mai phái sinh nó sẽ lon và vượt 1.362 như vậy Phí sinh đang có dấu hiệu đi trước ha. Phí sinh là có cái eo may ở đây anh vậy ha. Phí sinh có cái eo may ở đây. Phí sinh có thể phát triển đi lên. Mình nói rồi, cây này phí sinh cũng có cái eo may. Đó, phí sinh có cái eo may ở 15 phút. Phí sinh có cái eo may của 3 phút nó hút giá lên. À. Cho nên nếu ngày sáng ngày mai mà rung được á, thì phí sinh nó cũng sẽ giữ giá. Thì chúng ta không có giảm nhiều đâu, anh chị yên tâm. Và cũng chưa vẫn là câu nói là chỉ số có thể đỏ nhưng mà chưa chắc cổ phiếu nó đã đỏ. Cho nên anh chị mà đang trông chờ cho cổ phiếu giảm nhiều thì không khó đó nếu như anh chị nhà tư mọi người tự tin thì mọi người cứ thoải mái đó còn nhiều người với sinh là người đánh giá các cửa vượt một nghìn trong sáng ngày mai khá cao và xem nếu, nếu phải sinh vượt một nghìn cho sáng ngày mai là lon luôn, luôn. nghĩa ban cho hệ thống khách hàng để ôm cái lệnh lo một nghìn hai trăm năm mươi bốn giữ qua đêm À, đang lãi 3 điểm giữ qua đêm sáng ngày hôm nay cũng cho loan 1254 254 à, chốt 1258 1261 và chặn lãi lỡ 1258 buổi chiều mình vẫn đưa trước lại nó là phải sinh đạp về quanh đáy nó bắt lo 1254 254 à, và vẫn giữ qua đêm cái lại đó đang là 1257 tạm thời lãi 3 điểm Ok anh chị ha đó. À, và phí sinh nếu như mà vượt 1262 phải sinh đi lên á là cơ sở sáng ngày mai nó sẽ tăng có thể thị trường sẽ chạm về cái vùng 1293 nhưng mà chưa vượt vào sáng ngày mai và phải đến đến buổi chiều thì được mới vượt một cái số 3 và có khả năng đó Ok anh chị ha thì đưa một hai sáu ba thì khẳng định với chị chắc chắn thị trường up rồi thì đường vượt ngàn ba sớm hay mùa thì được sẽ vượt ngàn ba cho nên mọi người tự tin với thị trường này nhé không có gì để chị phải lăn tăng đâu phải tập trung vào cổ phiếu cổ phiếu mua được cứ tự tin mà mua đoạn này mà mọi người đi căng ke 2 đến 3 phần trăm lợi nhuận thì nghĩa khẳng định anh chị có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội anh chị mua đúng cổ phiếu mà có thể kiếm được 20 30 phần trăm lợi nhuận sau này và nếu như chị không mua thời gian này thì sắp tới có thể bắt buộc anh chị phải mua chay 5 6 phần trăm là chuyện hết sức bình thường ha Mọi người muốn lại lớn mà không chấp nhận cái rung lắc nhỏ thì làm sao mà anh chị mọi người có thể đi lại được. cái thị trường chứng khoán nó luôn có hai mặt, anh chị mà nhìn một mặt là không thể nhìn được. Mọi người cứ phải mua cổ phiếu có lãi Không có chuyện đó anh chị ha. Cho nên tự tin mua vào Trong những phiên như thế này Hy vọng là sáng ngày mai Nó sẽ còn cơ hội cho anh chị mọi người mua Nghĩ chỉ sợ một việc sáng ngày mai Thì đừng đánh lên luôn là anh chị hết bị mua đẹp Và bắt đầu từ sáng ngày mai Anh chị phải mua giá cao hơn Giá ngày hôm nay rồi Đương nhiên giá ngày hôm nay Nó đặt cao hơn giá với một tuần trước Hai tuần trước Những cái thời điểm mà nghĩa cho Hệ thống khách hàng mình tự tin mua Bắt đáy vào 1238 <laughs> Ok anh chị nha rồi đó là những gì chúng ta chia sẻ với nhau ha cái này anh chị mọi người tự tin nhé, rồi anh chị nào mà chưa có kế hoạch giao dịch thì cứ về cùng với lại nghĩa tham gia cùng hệ thống khách hàng của mình, ha. anh chị chỉ được chứ không có mất và còn về các cổ phiếu mà người đánh giá hiện tại nó vẫn còn những cái điểm mua đó, thì anh chị cứ lưu ý, đương nhiên trước tiên nó vẫn là chứng khoán bây, bây giờ ngân hàng nó không còn điểm mua rồi, cái này sẽ không đọc qua ngân hàng, ngân hàng mà anh chị có đi thì đi mấy cổ phiếu nhỏ nhỏ nhưng mà đánh như thế này thì nó lại không hay ho cho nên mình chỉ hướng cho anh chị đánh những cổ phiếu khó khả năng phát triển sống ngành và nó tăng được thì chứng khoán ví dụ như CTX nó vẫn còn điểm cho anh chị mua 40.7 anh chị mua đi anh chị mua cao hơn giá thì thấp khách hàng nghĩa mua đó là 39 nhưng mà vẫn còn mua được hay là FTX vẫn cho anh chị điểm mua đây quanh có một giá 45 tự tin mua vào ha có thể sáng ngày mai nó sẽ có giá 45 44.9 45 nó thấp hơn một tí FTX có thể đón đẹp hơn à, BVX thì đã không còn điểm mua rồi Anh chị nào chấp nhận mua cao thì mua đuổi Dư địa vẫn còn rất là nhiều ha. BBS dư địa vẫn còn Nên uh, tặng uh, ít ngắn ngắn hạn Thì phải là uh, cỡ 52 kìa Cái này thoải mái mà mua anh chị Hay là HCM vẫn ở vùng cho mọi người mua đây Quanh 30.5 30.5 đúng rồi Thoải mái cho anh chị mua luôn Đó Chứng thì uh, sai nhỏ hơn Thì anh chị có thể để ý uh, VDX, à, VDX uh, không có gì mua rồi vì đấy, anh giữ rõ giá rồi à VX. à, VX mua được này anh chị có thể canh mua VX ở quanh giá 11 12.2 hiện tại vẫn còn mua được này đó à, còn anh chị nó thích cái sai to to thì đi AXI nhưng mà người đánh giá AXI đánh nó nặng nề thì anh chị thay vì chọn AXI anh chị chọn VCI nó được hơn VCI ở điểm mua đó anh chị 36 36.4 từ viên mua vào chứng vẫn còn đón khách nha chứng vẫn còn cho anh chị lên tàu Đừng ngại ngăn cái gì Thoải mái mà mua Bất động sản thì uh... Chỉ có uh, khăn điền à, Khăn điền hôm nay quay trở lại cho anh chị mua này Anh chị canh khăn điền khoảng cỡ 382 anh chị mua đưa à, Đương nhiên giá chị mua vẫn cao hơn giá Thì không khách hàng đi mua ở 37 Nhưng mà nó không chênh quá nhiều Vẫn còn mua được Mua ngày hôm nay nó sẽ tốt hơn mua vào sáng ngày hôm qua rồi đúng không Nó lại chiết khấu đến 2% Hơn trăm sống lại sáng ngày hôm qua rồi mà Khăn điền mua được nhé à có một thằng có Vinhome nè Ok hôn mua được này anh chị nào thích đánh sai to anh chị đi hôn này Vinhome mà gần nhất là cái phiên thứ hai nghĩa chia sẻ trên livestream mà nói chị canh bắt quanh 42 42 ở quanh vùng giá 42.342.5 đi đó hiện tại đang giữ giá anh chị mua Vinhome được á Vinhome đánh sai to anh chị nào đánh vốn lớn đi Vinhome được nha có hai mã bất động sản à, khu công nghiệp cao su thì DRI à, nó đã qua điểm mua đẹp rồi Ri rì, mấy hôm vừa rồi Người bạn chia sẻ với chị quanh 11.9 mua đi đúng không? hệ thống khách hàng nhẹ đã mua và đã ôm một mã duy nhất thôi. Có một mã gì có thể mua được? À, lúc này à, của nhóm ngành khu công nghiệp cao su đó là GVR. Trong cái nhóm cổ phiếu khu công nghiệp GVR ấy IDC hay là PHR các thứ thì GVR nó bài bản hơn. Anh chị có thể đi GVR và đương nhiên cổ phiếu này thanh khoản quá tốt để anh chị có thể đi sai to đang đi được. Ha? Khu công nghiệp cao su thì đi được à, nếu như nói về các nhóm cổ phiếu khác á, thì ví dụ như bán lẻ thì có Masan bạn cho anh chị gom dài hạn này anh chị nào thích thì gom và Masan nghĩa đang nhận được một cái thông tin là uh, Masan sắp tới sẽ tiến uh, hành tăng vốn điều lệ qua việc phát hành thêm chi trả cổ tức với cái cổ phiếu công ty con đó là MCH hàng tiêu dùng của Masan nó tăng vốn điều lệ trực tiếp qua điều đoàn này gián tiếp qua đoạn này Ngày mai xanh là vẫn chia sẻ cuối năm mình sẽ đánh lên 88 thì anh chị ở quanh vòng giá này vẫn mua được kiên nhẫn thôi. Bán lẽ thì anh chị có thể để ý vào DG World, ha, đương nhiên mua DG World hơi thiệt thòi. Nó không phải là một cái điểm mua quá sáng sủa và DG World thì cũng không có khuyến nghị cho hệ thống khách hàng của nghĩa. Có một cổ phiếu mà anh chị nào nhớ cách đây thứ hai người ta chia sẻ với anh chị tối chiều thứ hai làm video nghị chia sẻ với anh chị NAF đây tối thứ hai à Tối thứ hai chắc là video tháng 10 ha. Tối thứ hai đúng rồi, video tháng 10. À. Đây đây. Đó, à, Tối thứ hai thì nói chị là ngày mai về có thể canh mua được NAF 1 20.9. Đó. À. Và chị thấy nếu chị nào tự tin mua ngày hôm qua. Hôm qua nó có 21 thấp nhất là 20.65 luôn. Thì hôm nay anh chị sẽ có lãi ngay. Có thời trong phim nó đánh lên 4%. Mọi người thấy ok không ạ? Như bản chọn được những cổ phiếu tăng một cách riêng lẻ trong thị trường như thế này. À, có một cổ phiếu gần nhất anh chị sẽ để ý được đó là Dabaco ha. Dabaco ngày nay thấy Dabaco sắp đánh rồi đó. Dabaco sẽ đánh về vòng giá quanh 31.5 và mình đợi Dabaco ở 31.5 mình sẽ chốt lời cho hộ khách hàng mình ra hàng. Vậy có thể canh Dabaco vẫn còn mua được ở giá này, đánh lướt lên vào giá 31.5. Ok cả nhà. rồi cơ hội còn nhiêu anh chị yên tâm, mọi người đừng sợ là không mua được sợ bỏ lỡ thì đương nay không có bỏ lỡ đâu. Quan trọng là anh chị có tự tin để mua hay không. Nếu anh chị mọi người càng sợ thì nghĩa khẳng định về sắp tới gì phải trả giá cao hơn để gì mua. À thị trường upgrade thì không có gì chúng ta phải ngại cả chấp nhận rông lắc hai ba phần trăm để nắm một cái cơ hội có thể kiếm được hai chục ba phần trăm cực kỳ xứng đáng để mọi người đánh đổi tự tin mua như vậy ok cả nhà rồi chắc là video sẽ kết thúc tại đây ha cảm ơn chị nhau tư mọi người đã theo dõi tới thời điểm hiện tại anh chị mọi người thấy nghĩ chia sẻ hay nhiệt tình và vẫn đi rất sát thị trường anh chị cho nghệ xin bốn số chín ở bên dưới phần comment anh chị đã theo dõi một thời gian qua cảm thấy tin tưởng thì bị đồng hành cùng với nghĩa trong vai trò là khách hàng tham gia hệ thống khách hàng của mình để nhận được những cái khuyến nghị một cách sát sao như thế này cổ phiếu mua như thế nào bán như thế nào thị trường ra sao ok anh chị rồi quan tâm tất cả mọi người và chúc cho chị ngày mai có một phiên giao dịch tốt xin chào và hẹn gặp lại